sao mà sao thấy dịu, hỏi khó ghê. Mọi thứ tạo ra trên đời đều có mục đích, cho nay bạn thấy nó dịu cũng đúng thôi. Vậy nên người ta mãi gọi cho sâu đó bạn, cho sâu tại sao phải đẹp, sâu có sao, cho sâu thì đâu có gì phải tự tin, cứ sâu và kể những gì họ nói thôi. Cho sâu thì phải sâu mà chưa muốn cái gì.